Annyeong, xin các bạn đã quay trở lại với cái vlog của Jaehongmon. Các bạn ơi, sắp tới Tết rồi và hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một chủ đề rất là đặc biệt mà mình bảo đảm với các bạn là không có nhiều bạn có thể nào biết được đâu. Đó chính là những cái bí mật, những cái cuộc sống thế giới ngầm của showbiz Hàn và sẽ được mình giới thiệu qua cái vlog này nha. Thì các bạn cũng biết cái lần trước mình đi WannaSea Festival để quay, mình vào phòng chờ của các nghệ sĩ Hàn Quốc đó để mình quay các vlog phỏng vấn này nọ, thì mình được cái vé press. Cái vé press đó thì các bạn hỏi mình là làm thế nào để nhận được, hay anh ơi muốn nhận được thì phải làm sao. Các bạn hỏi như là cái vé đó dễ lắm, như dễ lấy lắm vậy, thì thực sự cái vé rất rất là khó để mà có được nha các bạn. Các bạn cũng biết là chị Jerry Harry là một YouTuber cũng khá là nổi tiếng ở Việt Nam, chị đó là người Hàn, thì có một đợt vô tình đó là cái công ty của chị đó có mời mình để mình gọi là đi phỏng vấn các nghệ sĩ Hàn Quốc đó, thì mình nhận được cái vé đó. Và các bạn biết là đó, muốn có được cái vé đó các bạn phải có một cái công ty tổ chức sự kiện bên Hàn Quốc là một nè, xong rồi các bạn phải có mối quan hệ rất là lớn với các nhân viên trong thế giới K-pop. Bởi vì sao? Khi mà các bạn, cái công ty các bạn á đăng ký được các bạn, cho bạn cái vé để mà vào cái trong đó rồi, mà các bạn muốn gặp thần tượng của những nhóm khác, thì cái người quản lý của cái nhóm các bạn đó, cái người đó phải là người có số điện thoại của tất cả các quản lý của những cái nhóm nhạc như là EXO rồi Wanna One rồi là Seventeen, SID, là tất cả các nhóm, cái người quản lý của các bạn phải có. Bởi vì sao? Cái vé đó chỉ là cái vé để cho các bạn đi vào cái phía phòng chờ thôi, và các bạn muốn vào trên bên trong cái phòng chờ của nghệ sĩ đó, là đi vào bên trong để gặp nghệ sĩ luôn á, thì các bạn phải xin phép cái người quản lý của cái nhóm đó, chứ không phải đơn giản là các bạn có cái vé đó để mà các bạn đi vào phòng chờ là xong được gặp cái đùng. Không hề có chuyện đó, không có đơn giản như vậy đâu các bạn nhé. Vì thế nên cho nên đó là nếu các bạn muốn mà gặp được nghệ sĩ như cái đợt lần trước mình gặp á, phải nói là rất rất là hên và cũng gọi là rất rất là vinh dự cho mình khi mà mình được đi vào phòng chờ như vậy. Nhưng mà có một cái đó là mình rất là bất ngờ các bạn. Khi mà đi mình vào phòng chờ như vậy đó thì mình thấy là có rất nhiều mấy cái đứa mà nó cũng chạc chạc tuổi mình, rồi nó mặc đồ bình thường lắm, xong nó cũng có một cái vest dress đó, nó đi vòng vòng đó mà đi kiểu như là lang thang trong đó lắm. Xong mình mới hỏi là ủa, mình hỏi cái ông quản lý của mình là ủa anh ơi, tại sao lại có mấy cái đứa mà nó đi có cái vé lại như vậy, tụi nó cũng là nghệ sĩ hay là cũng là YouTuber như tụi em hả? Thì nó kêu không, mấy cái đứa này nhá, thực tế là ba mẹ hoặc là gia đình chú dì cậu bác nó là những người có tiền bạc, có địa vị rất là cao ở Hàn Quốc, và người ta xin gọi là con ông cháu cha đó các bạn, để mà đi vào cái cửa bên trong này và để đứng đó cho cái tấm vé đó. Mà các bạn biết đó, cái tấm vé đó chỉ được đứng ở ngoài phòng chờ, rồi đứng ngoài hành lang đó, đứng ngoài hành lang các bạn, cái phòng chờ sân khấu gọi là cái phòng chờ của nghệ sĩ các bạn rất rất là rộng, mà đứng ngoài hành lang ứng đi tới lui chờ nghệ sĩ ra thì mới được gặp thôi. Các bạn nghĩ coi, các bạn có nhiều tiền lắm rồi, có quan hệ rộng rãi bởi vì ba mẹ các bạn, ông chú các bạn xin cho các bạn vào trong đó rồi, nhưng mà có cái vé đó chưa chắc là các bạn có thể nào mà được gặp nghệ sĩ, hay đơn giản là các bạn muốn ta có cái vé, ta muốn đi vô gặp Wanna One hay gặp EXO, xin vào cái bục cái là xong, không hề có vụ đó. Cho nên là ở Hàn Quốc có tiền mà các bạn phải có rất là nhiều tiền thì đó là một lợi thế để các bạn đi gặp idol, nhưng mà muốn được gặp đích thân idol thì cực kỳ rất là khó. Thì có cái vé rồi đã khó rồi, mình đã kể cho các bạn nghe đó, đến cái phần mà quản lý, cái phần quản lý là mình ghét nhất. Bởi vì sao? Các bạn biết rồi đó, nghệ sĩ thì đương nhiên đa số người ta rất là dễ, các bạn muốn gặp thì gặp, nhưng mà không phải muốn gặp thì gặp, nhưng mà ý mình là người ta cũng rất là muốn niềm nở, muốn đối xử với fan hoặc là đối xử với nhà báo hay là này nọ rất là niềm nở. Nhưng mà cái người mà người ta không muốn nghệ sĩ của họ gặp bạn đó chính là quản lý của họ. Ta phải nói quản lý của mấy cái nghệ sĩ là những cái người mà siêu chảnh luôn, không phải là siêu chảnh mà rất là chảnh luôn các bạn. Nhưng mình cũng sẽ hiểu cho người ta thôi, tại vì người ta muốn bảo vệ nghệ sĩ của mình, cho nên là những người quản lý đó không muốn gọi là gặp những cái cuộc gặp như vậy, không muốn gọi là phỏng vấn hay này nọ quá nhiều để mà giữ sức cho nghệ sĩ. Nhưng mà vô tình làm như vậy đó, người ta sẽ ngăn cách gọi là cái không gian, gọi là cái kiểu như là cái sự thân thiện giữa cái idol và người bình thường đó các bạn. Cho nên là gặp những cái trường hợp như vậy rất là khó chịu. Và đặc biệt lần trước á, mình đã được anh quản lý là anh gọi điện cho quản lý của EXO và để gặp cho EXO rồi, thì gọi điện cho đã xong rồi cũng ok chịu này nọ, xong đến cuối cùng cái người quản lý là kêu thôi không chịu nữa,
cảm thấy không rất là chảnh. Nhưng mà có nhiều bạn đây nói là quản lý của EXO đâu có phải dễ gì mà gặp, hay là EXO đâu có phải dễ gì mà gặp đâu anh ơi. Các bạn nói như vậy là các bạn sai rồi các bạn ạ. À, đây, những YouTuber như mình là những người mà muốn đem cái thần tượng tới gần các bạn hơn, chứ không phải là để mà kiểu như là thần tượng hóa hay là vĩ đại hóa hay là gì thần thánh hóa cái idol của các bạn lên quá như vậy hết. Mình là những người muốn đem thần tượng của các bạn đến gần với các bạn thôi, mà các bạn lại nói những câu như là trời ơi anh tưởng muốn gặp là gặp là dễ á. Các bạn nói như vậy khác gì các bạn chê idol các bạn chảnh phải không? Đấy, thì mình chỉ nói trường hợp như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp mà mình gặp nó còn rất là ghê hơn nữa các bạn. Đó là lúc mà mình đi vào cái phòng chờ của ESID đó. Đó, thì mình thấy quản lý của ESID là một cái ông cũng khoảng mấy chục tuổi thì mình không biết, mập mập thì mà hơi mập thì phải, đi ăn cơm các bạn nha. Mà ăn cơm mà các bạn biết cái hành lang nghệ sĩ đúng không, thì cái chú đó chú lại ngồi cầm cái hộp cơm hộp các bạn ngồi trước cửa phòng ăn mà rất là tội nghiệp luôn, nhìn rất là tội luôn các bạn. Mà trong khi mình và mấy cái người khác thì ngồi mới nói chuyện với nhau là ủa sao mày tội vậy, sao mà không đi vào bên trong đó mà ăn chung với người ta này nọ, hay ngồi trong bàn, trong đó có bàn chứ đâu có thiếu đâu, mà tại sao phải ngồi ngoài như vậy, hay là quan hệ của họ với là nghệ sĩ không có tốt, kiểu như người ta nói như vậy. Thì tụi mình không có biết được, nhưng mà chính mắt mình thấy cảnh đó mình thấy rất là trời ơi, sao nhìn mà thảm thương kiểu dữ như vậy. Cho nên là có nhiều bạn nói là muốn làm staff cho idol rồi được bên cạnh người ta rồi xong rồi được phục vụ rồi người ta yêu thương hay là nói chuyện mỗi ngày, mình nghĩ là cái trường hợp cũng có thì có đó, nhưng mà sẽ các bạn sẽ gặp nhiều cái trường hợp như mình vừa kể hơn. Thì có một số cái chuyện nữa như sau là các bạn nói là idol ở ngoài đời có chảnh không. Thật sự thì mình không biết có nên kể chuyện này cho các bạn nghe hay không, nhưng mà mình sẽ không kể tên là những cái người mà mình đã gặp nha. Những cái nhóm nào á mà có nhiều gọi là nhiều cái sự nổi tiếng, cái độ nổi tiếng của họ càng cao thì họ sẽ kiểu như là ý thức được là mình là rất là nổi tiếng, cho nên là người ta sẽ có thái độ không được tốt lắm. Nhưng mà những cái nhóm á mà người ta càng bớt nổi tiếng, người ta càng không có nổi lắm á, thì người ta lại cực kỳ thân thiện, siêu siêu thân thiện luôn. Mình vô đó trời ơi người ta tiếp đãi mình, rồi người ta cho mình thời gian để mà nói chuyện phỏng vấn thoải mái lắm các bạn ơi. Người ta cứ như là đón tiếp mình rất là nồng hậu, cứ như là mình em út trong nhà người ta vậy đó. Nhưng mà có một số nhóm nha các bạn nha, cho nói đúng vài câu thôi, mỗi người nói một câu rồi xong đuổi ra liền, không cho ngồi nói chuyện hay gì hết. Và các bạn hỏi là người ta có chảnh hay không á, thì thực sự mình thấy là cũng có một cái số người, cũng có một số thần tượng á, khi mà mình quay clip hay mình nói chuyện kiểu như bình thường á thì người ta rất là cười, rất là niềm nở. Nhưng mà sau lưng á mình đã để ý rồi, mình thấy là người ta có một cái ánh mắt rất là e dè và kiểu như e ngại đó các bạn, kiểu như là mấy đứa này tự nhiên vô đây chi rồi xong rồi. Mình thấy được cái ánh mắt đó mình cũng rất là ái ngại luôn. Và những cái cuối cùng mà mình muốn nói đó chính là các bạn ạ, ở Hàn Quốc nha, các bạn lâu lâu các bạn hay coi tin tức này nọ, các bạn thấy có nhiều nhóm kiểu như là cái nhóm này sắp flop, sắp mặc rồi, cái nhóm này sắp tiêu tành, sắp rụng trời tan vỡ rồi. Kiểu như vậy đó, là những cái nhóm đó vẫn còn rất rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc, người ta mới trụ được như vậy. Trong khi mà cái thế hệ gọi là sao ta, dưới những người đó có một cả tấn nhóm nhạc khác nữa các bạn, không phải chỉ có nhóm nhạc đó không, có rất là nhiều nhóm nhạc mà vô danh hay nhóm nhạc nu gu nhìn rất là tội. Mà khi mà người ta không có danh không có tiếng như vậy đó thì người ta đối xử cũng khá là tội nghiệp. Mình thấy là kiểu như là không có được gọi là cao cấp hay là được xịn sò như là mấy nhóm đó, nhạc nổi tiếng, kiểu như là người ta đưa ra sân khấu rồi này nọ lọ chai, nó không có được chuyên nghiệp như là những người ấy, nhìn rất là tủi thân và nhìn họ rất là tội. Nhưng mà kiểu như là phải cố gắng từng ngày, phấn đấu từng ngày để có một ngày mà người ta trở nên nổi tiếng như vậy. Mình đã gặp khi mà mình đi Wanna Sia Festival thì mình muốn chia sẻ cho các bạn thôi, chứ không có hề ý định hay là cái ý xấu nói xấu bất cứ một ai cả, cho nên các bạn đừng có hiểu lầm nha. Mình chia sẻ những cái điều này để cho các bạn hiểu thêm về văn hóa cũng như là K-pop này nọ, thì các bạn có thể biết thêm nhiều hơn cái thế giới mà các bạn chưa từng biết. Nhưng tóm lại thế nào thì cũng phải nói, chúng ta biết là nghệ sĩ là những người làm việc rất là vất vả và cực khổ, cho nên là chúng ta hãy luôn luôn ủng hộ không chỉ thần tượng của tụi mình. Nếu mình ghét cái nhóm nào đó thì các bạn đừng nên chửi, không thích thì thôi, chứ các bạn nghĩ gì các bạn phải chửi mỗi ngày như vậy. Ai cũng có cái khó khăn của riêng mình hết á, cho nên là nếu mà ai mà không vừa lòng hay không hợp với các bạn thì các bạn thôi bỏ qua đi, các bạn việc gì phải chửi ngày chửi đêm như vậy. Ok, và cái vlog này thì sẽ kết thúc tại đây ngay hôm nay. Nếu các bạn muốn có điều gì hỏi thêm nữa thì các bạn có thể comment ở phía dưới nha, và các bạn đừng hỏi mấy câu mà quá kiểu như là sao rỗng, như là anh ơi làm thế nào để gặp được idol, làm thế nào được gặp được thần tượng, cái đó thì rất là khó các bạn ơi. Bye bye các bạn nha. 감사합니다. 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 감사합니다.